quý vị, những ngày qua, việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia được lãnh đạo ngành thể thao quan tâm, đặc biệt là chất lượng sân Mỹ Đình. Chỉ riêng việc các sinh viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh được huy động đến sân Mỹ Đình để cùng làm công tác vệ sinh đã tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Dư luận đặt câu hỏi, vì sao lại huy động sinh viên làm công tác vệ sinh tại sân vận động Mỹ Đình? Phóng viên báo Thanh Niên đã có những ghi nhận liên quan đến vụ việc. Sau những ồn ào gần đây, lãnh đạo khu Liên hợp Thể thao Quốc gia cho biết đã tích cực chỉnh trang các hạng mục của sân theo chỉ đạo của cấp trên. Theo lãnh đạo đơn vị này, việc làm vệ sinh các khu vực trong và ngoài sân và khu vực khán đài do 100 sinh viên và 100 cán bộ công nhân viên của khu Liên hợp thực hiện. Vì nếu chỉ có 100 người của khu Liên hợp thì việc rửa sạch 43.000 ghế rất khó khăn và tốn nhiều thời gian. Công tác tẩy rửa cũng được thực hiện cầu kỳ hơn khi phải sử dụng thêm máy tăng áp để làm sạch các khu ghế ngồi. Liên quan đến câu chuyện này, phóng viên báo Thanh Niên đã hỏi ý kiến một chuyên gia về sân bãi và được ông này cho biết, thời tiết giá lạnh, sương muối vào mùa đông có tác động tiêu cực đến chất lượng mặt cỏ. Nhưng nếu biết bảo dưỡng đúng cách, sân Mỹ Đình hoàn toàn có thể đẹp đẽ như sân của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF, bất chấp trời lạnh hay nóng, khí hậu khô hay ẩm. Người này nói thêm, nếu đổ lỗi cho sân Mỹ Đình bị quá tải, dẫn tới mặt cỏ bị xác xơ là không đúng vì mật độ tập luyện ở đây không nhiều bằng sân của trung tâm. Liên quan đến việc nợ thuế của khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, ngành thể thao cũng đang tìm cách tháo gỡ. Khá mâu thuẫn khi khu Liên hợp được giao tự chủ 100%, nhưng hiện tại đơn vị này lại không được kinh doanh nên không có nguồn tài chính để trang trải các hoạt động. Trong khi đó, khoản nợ thuế đã phát sinh lên đến con số khổng lồ, hơn 1.000 tỷ đồng. Việc nợ thuế này cũng xuất phát từ sai phạm trong quản lý tài sản công của lãnh đạo khu Liên hợp thời kỳ trước. Tại cuộc họp khẩn mới đây, nói về mô hình hoạt động tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Hùng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục Thể thao cần bàn bạc, nghiên cứu kỹ để lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Không để tình trạng này kéo dài vì đây là công trình thể thao lớn nhất nước và sân Mỹ Đình đang là sân vận động quốc gia. Những thông tin mới nhất về tình hình sân cỏ cũng như các tin tức liên quan đến AFF Cup 2022 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.